Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tori. Hôm nay mình sẽ lại làm clip leo lanh cho anh em xem nhá. Vẫn như mọi ngày, đấy, hôm qua không làm được thì hôm nay mình sẽ làm bù. Đấy, trên tay lại khẩu 1451 VIP Transformer. Đấy, rất thích bắn khẩu này. Đến tầm này đi đánh cấm thằng nào cầm VIP thì tại sao mình lại không cầm. Đấy, bắn quen AK rồi thì hôm nay mình sẽ luyện, cố gắng luyện thêm 1 bố nữa, bắn cho nó hoành tá tràng, cho nó chất. Rồi, team mình đang tủ hết nhà, không bố nào dám đẩy ạ. Tủ hết là mít ạ. Có một người đang canh đang canh khách sạn kìa. Đấy, đứng nhà canh khách sạn. Rồi xông lên thôi. Rồi một thằng xông lên luôn. Lên luôn còn gì nữa. Thằng này sờ nít là mày chết. Sờ nít trượt là mày chết thôi. Ui, hai thằng B luôn. Đây hai thằng. Này vào 127 này. Chắc lại xoái rồi. Nãy vào mà mình không kịp quay. Cũng không biết là team bên kia là team như thế nào nữa. Tí nữa ra xem kết quả xem team nó này vào bao nhiêu thì mới biết được. Chết hết rồi này. Cố lên, cố lên, cố lên. Bỏ ma luôn. Giờ vẫn còn nhiều thời gian. Mình nghĩ là bắt thêm thằng nữa thì mới đặt bom nó ngon hơn. Đúng rồi, cố lên. Hay, đấy, tầm này đặt bom là ngon này. 1-1, chứ 1-2 thì hơi khổ. Hay rồi, ôi tưởng thua mà lại thắng. Cứ bình tĩnh thôi, không việc gì đặt bom vội. Mọi người đặt bom sớm mà hai thằng nó đều lùa về một mình mà đấu cả hai hướng không đấu lại được đâu. Chơi cái map đài quan sát này chủ yếu nó phải đòi hỏi cách cover của đồng đội cơ. Đấy, đẩy thì cũng đẩy mà bắt người thì phải cover cho nhau thì mới có thể ok được. Chứ còn đi này các kiểu bên thủ nó bắt người hết. Có một thằng nó vẫn canh sớm đi ở mid này. Đấy, nó dính bom rồi, còn mình không bị dính bom. Cho thêm còn mù nữa rồi mình xông lên này. Đấy, mù chưa? Rồi mù rồi. Mù chưa? Lên luôn. Đùa đấy, mình xông lên A thôi. Cho mình sẽ đi móc lại hồi sinh cho nó an toàn. Một thằng. Còn thêm thằng nữa ngay bên cạnh này. Mày chạy đâu? Tao vừa nhìn thấy nó mày đây mà. Chết rồi, nó nhìn thấy rồi. Ui mày quá. Đồng đội cầm bom lên nhanh. Ấy, bom xe mà sai B cũng được. Giờ chắc là mỗi bên còn có một thằng thôi. Đánh B, đánh B, đánh B đi. Thằng chạy về này, hồi sinh chạy về này. Hồi sinh chạy về một chết luôn. A không. Còn thằng ở B thôi, thằng B thôi. Nó đang định vào trong hồi sinh nó lùa mình này. Đồng đội sao lên chậm vậy? Lên luôn, còn có mấy, còn có mỗi một thằng vẻ. Bên kia còn mỗi khẩu súng, làm sao đo lại mấy khẩu súng được. Mấy bố này nhát đòn thật đấy. Rồi tiếp nào, tiếp nào. Mình từ nãy giờ mới chỉ bị có mất trinh một lần thôi. Mới chỉ bị có thông đi một lần thôi. Vẫn thoải mái. Tiếp tục cành mid xem nào. Mọi người phải để ý không. Ui hay lắm. Không thỉnh thoảng là bên thủ ấy, nó sẽ cầm súng để mid luôn đấy. Mình khi ra mid lúc nào mình cũng phải cầm súng. Hay quá. Thằng kia cầm TMP thiên sứ. Đấy, hiếm lắm mới thấy thằng cầm TMP thiên sứ. Còn đâu người ta toàn cầm AK hoặc là 1451 VIP cho mơ thôi. Hoặc là dạo này thấy mọi người hay cầm AK47 Gold hoặc là AK47 bá tước. Rồi tiếp nào. Cái này sẽ đi đâu đây? Đấy. Đấy, đấy chưa, mình đã bảo rồi. Đấy, thỉnh thoảng là sẽ có một thằng cầm súng xông lên. Anh em lúc nào ra miệng phải cầm súng chứ đừng cầm bom vội. Nếu mà còn ném bom khó thì phải ném nhanh lên. Đấy, xong rồi rút súng ra. Chứ còn leo lên đi lên mid còn cầm bom nữa thì thằng thủ nó xông lên nhà nó cầm súng nó bắn cho mình vỡ mồm ấy. Ui mày quá. Một thằng nó đứng kè. Ê đây này, nó đây này. Mày chạy đi đâu con sâu điên? Ôi giời, định chém anh không dễ đâu. 6 rồi, 3-0 rồi. Bom rơi rồi. Bom rơi ngay gần mid này, ngay gần mid này. Có thằng nào sniper không? Úi, có thằng nào sniper không? Mày đang ở đâu? Rồi hay quá, thắng luôn đấy. Ok, giờ thêm còn một round đấu nữa thôi là thắng rồi. Sao trận này nó nhanh nhỉ? Đấy, team mạnh thì phải đẩy nhanh lên cho nó nhanh hết trận. Mình đang cầm AC. Đang cầm trực, đang cầm tốt đây. Cho mày quả bom nổ này, xem cho mày. Chúng mày có lên nữa không? Tao cho thêm quả bom khói này. Đấy, ở đấy mà snip nhá. Vừa bỏ xong thì nó snip trên đồng đội mình luôn. Nhưng mà em đang đâu? Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Có nhờ mít vẫn còn này, mít vẫn còn này. Đấy, đây này. Ui, mày nhớ tí chết.
Ấy, nó đang ở chỗ cửa có vòng này. Cửa mít nhà nó này. Đấy, đang kè snip. Mày là mày, mày kè snip ông mày đi. Thôi tầm này chắc là không đố đâu, không đố đâu được rồi. Sợ lắm, về thủ sai thôi. Có này, ngay bên phải mình luôn này. Ngay bên phải luôn này. Mày này này, snip này. Giờ đít này thì snip này. Bọn này chắc không đi à. Ông kia ông đang thủ khách sạn rồi. Kéo này đi B nên. Thôi cứ bình tĩnh thôi. Tôi sợ lắm. Sợ này lại đi A lắm. Thôi mình về A cho nó chắc. Ôi hay này. Hay hay hay. Có một thằng nữa. Ui ôi. Trận này hết nhanh vậy. Ok mình sẽ ra làm thêm clip nữa nha. Ok mình đã quay trở lại đây. Đấy. Và lần này thì team bên kia toàn tổng tư lệnh nhá. Rồi toàn tổng tư lệnh của đại soái thôi. Hầu hết là đại soái. Quả này là chắc là ăn thành sắp bao giờ rồi. Trên tay mình thì mình đã đổi sang khẩu AK-47 Transformer. Đấy bắn cho nó quen tí. Chứ đối đầu với cả team mạnh thì mình cầm cái súng bắn nó không tự tin thì tỷ lệ thua nó cao hơn rất là nhiều. Chưa gì hầm đầy đã chết rồi. Hay. Đồng đội ơi, hay, đấy, hay, trời ơi, chúng mày hay lắm. Rồi chúng mày đẩy hết đi, tao chỉ thủ nhà thôi, tao sợ lắm. Rồi, quá hay. Trận sau bọn này bá đẩy á, kiểu gì bị bắt bài, thề luôn. Đừng có đẩy nhiều nhá, đẩy nhiều chúng mày chết đấy. Nhìn này, nhìn em AOE này, 3.0 này, AOE World Cup này. Nhìn nó cũng màu cũng đẹp, đấy, những bộ quần áo mình không thích cho lắm. Mình thích cái con phốc mùa hè năm ngoái hơn. Đấy nhưng mà được cái là đang có sự kiện giảm giá cái con nhân vật AOE 3.0 AOE World Cup này với 280 xu rank thôi. Anh em nào nhanh chân thì có thể là mua nhanh còn kịp. Con AOE World Cup này thì nó không đẹp bằng con phốc mùa hè 2017. Đấy nhưng mà được cái nó có hiệu ứng là chống bom đồng đội các thứ thì nó hơn con phốc mùa hè nó rất là nhiều rồi. Đấy, mặc dù nó xấu nhưng mà cái chất lượng của nó thì rất là ok. Được đấy, mày úi giời ơi. Úi giời ơi, thế chưa. Mình đã bảo rồi, hai thằng có kia. Có một thằng anh sau nữa, thằng anh sau nữa nó đuổi mình này. Chúng mày này hết nhà nó làm cái gì. Nó bắt na này. Vai thế chưa, may mình thủ nhà không là nó chiếm A rồi đấy. May mình thủ A đấy. Chết của mày đi, đồng đội ơi, cái tội mình ngu người à. Còn thằng nữa đang ở nhà nó kìa. Trong sai, trong sai, trong sai. Bom này, bom này, bom này, bom này. Bom này, mày chạy đi đâu. Mày chạy đi đâu. Còn 22 HP thôi nhưng vẫn kịp cơ. Ui dồi ôi, hốt hồn hốt tí. Tự nhiên đang nói chuyện đó, nó vào nó bắn nó giật hết cả mình. Giật cả là mình luôn. Rồi, tiếp nào, chúng mày đừng có đẩy nữa bọn cửa hó này. Tao cho kiểu gì con đẩy mít nó chết cho xem. Tao biết ngay mà. Biết ngay. Con thằng cửa hó này đâu à? Con khựa đây. Trời, nó hết đều rồi. Đồng đội mình chết hai luôn. Tuyệt vời. Nó xông vào nhà rồi nè. Đấy, nghe bên phải này. Hai thằng luôn. Một thằng chết luôn. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa luôn. Thế chưa, mình đã bảo rồi, giờ còn hai thằng, giờ gồng mình mới chống đỡ này. Bằng người đây mà chống đỡ. Hay lắm, thằng kia cầm QBZ mùa hè 2017 bắn này. Còn hai thằng nữa thôi, hai thằng nữa thôi. Bom B này. B sai, về B nhanh bố ơi. Về nhanh lên bố ơi. Về nhanh cover cho con. Về nhanh cover nào. Tao cho có mùa này. Xông vào luôn này. Mày này. Ủa, nó mất 28 HP rồi. Còn thằng ngay cửa nó bê nữa. Hay. Thằng của nó bê chết rồi. Còn thằng số sai nữa thôi. Xuống cơ cho tao. Xuống cơ cơ. Đâu rồi. Đâu rồi. Đã đây rồi. Ok thắng luôn. Quá bình thường. Lại thắng rồi. Đấy đồng đội nháo mà. Mày qua mình vẫn thủ nhà. Đừng có khinh. Đừng có khinh team địch. Bên kia nó toàn là đại xóa các thứ chứ có phải là bỏ tép diêu bình thường đâu. Mình bắn cẩn thận thì mình mới thắng được. Đấy.
mình bắn cẩn thận thì bên kia là cũng bình thường thôi. Đấy, cốt thì cũng chủ yếu hơn nhau cái level thôi, chứ trình độ thì cũng chưa thể biết được. Đấy, mình có mới con level 104 thôi. Đấy, rồi ôi, mẹ nó chết hết ạ. Bọn này rủ nhau chết hết. Bọn này kiểu nó ghét mình như sao, nó rủ nhau chết hết để kiểu thử sức mình. Ôi, đã bom ở trong B rồi này, à trong ao này. Hai thằng, mày, một thằng. Thêm thằng nữa xe buýt. Cao A này, cao A này. Ui giời, cao A xe buýt của một thằng đấy. Mày ra đây, come on baby. Còn một thằng mít thôi, mít. Mày vào đây, mày vào đây, trừ 3 nhà mắt về rồi. Nào mày đâu. Mình sẽ nhử thôi, ơ. Gỡ bom nhử, ơ. Nào ra đây. Mày ra là mày chết. Bốn mạng rất là ngon lành. Úi giời ơi, đường khó mà ai ngờ là dễ không tưởng. Ôi giời ơi, chết hết. Cuối cùng thì cũng đã làm gọn dưới bàn tay của mình hết, dưới họng súng của mình hết. Ok, giờ sang ván cuối cùng đây. Ra đấu cuối cùng đây, ra đấu quyết định đây anh em ơi. Cố lên nào. Đâu cho có nổ này. Cho thêm có bóng khói chống snip này. Đấy, rank mùa mới nó khắc nghiệt, nó vui thế đấy mọi người ạ. Bắn thế này nó mới đa đúng không? Đấy, anh em cứ tạo cho mình một cái ác rất là ngon, thật là ngon ở bên CM. Dưới anh em bạn bè sang chơi nó phải vui không? Đấy. Hai năm của đây anh em ơi. Tới nãy giờ hình như mình vẫn chưa bị mất trình thì phải. Đáng lên ván này không bị mất trình. Trời ơi, vẫn còn này. Cao hơn 11 chưa luôn, headshot luôn. Hay quá, bên kia chỉ có một thằng nữa thôi. Rồi, mình đang cầm bom này. Đấy, cô vào cho tao nhá. Đáng nghe ra thì thằng kia cầm tanh thì nó ngon hơn. Nó cầm sờ líp hơi khó cover cho mình. Mình đang cầm bom, mình muốn thằng cầm tanh nó cover cho mình hơn. Rồi thôi, vào luôn này. Vào luôn này. Canh cho tao nhá, tao là bom này. Canh nhá. Rồi, mình sẽ núp vào trong side thôi. Đấy, hiện giờ thì vẫn chưa bị mất trình nên cố gắng bảo toàn tính mạng là chủ yếu. Ngồi im thôi, ngồi im phong phóc. Hay rồi, ơi, hay quá. Không bị mất trình luôn, tuyệt vời. Ok, thì mọi người xem clip thì hay thì đừng quên like, subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay nhá. Ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Ok, và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo của bài Shizu Game. Ui trời ơi, nhìn cái level bên kia. Còn tại xoáy tổng tư lệnh.